Huyền Trao Tam Quy, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ sa thú lành tay, con kính nhân Bích Đánh Sư ạ. Nam mô Phật Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Chúng con xin được lời chỉ dạy của Ngài Chí Đức để truyền quý giới đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Ta Sa Phật Cơ Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Thầy Sa. Nam mô Ta Sa Phật Cơ Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Thầy Sa. Nam mô Ta Sa Phật Cơ Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phật Thầy Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Cơ Va đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Cơ Va đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Cơ Va đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thẩm mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng. Đô Tì Giam Pi Phô Tà Hăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Thẩm Mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Tà Tì Giam Pi Phô Tà Hăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tà Tì Giam Pi Thẩm Mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tà Tì Giam Pi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Bụt Đà Hằng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thọm Mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Sẵn khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng. Đô Tì Giam Pi Bụt Đà Hằng Saranang Gacchami, con hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Thọm Mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi Sẵn Khăn Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Đô Tì Giam Pi
Bạch thắng sa đa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi thâm mân sa đa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi sân khăn sa đa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thì sarana kha năng pa repon năng phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Panatipata viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự sát sanh. Adina dana viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame somachachara viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rajamacha pamadathana viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dĩ vui uống rượu và các chất say. Manatibhata Vedamani Sikhabhadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinadana Vedamani Sikhabhadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Musavada Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachapamadathana Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani sattu kanka toa apamade nanachakalang sammarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các văn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma pan tê và chúng con xin vâng. Sĩ lên su gia tinh danh tí các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pô tin danh ti các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma sĩ lăng vi sô ta dê bởi ca cây nên cho quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Xã thu lành thai Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tam ăn. Uất thể vô khả đi tổ đô sơ buộc thơ khả mặt tu tăng mà măng. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thầm mạnh cha đu vi thăng và răng. Thầm mê vô khả đi tổ đô sơ thầm mô. Dạ con xin sám hối ạ. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thầm anh cha đưa vị thẳng qua răng thầm mê vô kali tô đô sâu thầm mô khamatu tăng mà măng.
Bồ tát măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi thoát tam măng sang thề vô khá li tô rỡ sô sang khô khám mát tu tăng. Dạ đạo tràng có nghe lời âm thanh của Nhật Quỳnh chưa? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Alo. Dạ con tri ân ngài, cảm ơn đạo tràng, con rất mít có không hay. Dạ con xin sám hối ạ. U tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị tho tam ăn sẵn khê vô khá li tổ đô sơ sẵn khổ khá mặt tụ tăng mà măng. Thế át la tha sô kê ta rô la ha po ta sa sa nê a rô ram sô kê ta ho hê sa ha sa pê hê nhà tê pê pa vá tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa mba đê vá ta sa pa po tham nu pa vê na sa đa sa tê pa văn tu tê pa vá tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa mba đê vá ta sa pa tham mam nô pa vê na sa đa so te pa văn tu te pa vát tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề vát ta sa pa sang cam nô pa vê na sa đa so te pa văn tu te sa te ya cha na ra ta sa ta ma tu sa ta ma tu sa ta ma tu e đam pa lang e ta smin Ratanata Yasmin Sambasadana Cheta So cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Xá thú, xá thú lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần. Từ đây cho đến siêu thân niết bàn, hễ làm xin tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khởi đoàn kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi, nguyện tu tinh tấn công giải đại, nguyện sao đào quả sớm biên thành. Akasatha chapumatha đệ vanaga mehetika vẫn nhân nô anumodan thì chỉ rằng là khanh tu sa sa năng Aka satha cha phum ma tha đệ vana ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng là khanh tu nô ga ru Aka satha cha phum ma tha đệ vana ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng là khanh tu nha ta vô Aka satha cha phum ma tha đệ vana ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng là khanh từ ba ni nô aka satha cha phum ma tha đệ vana ga ma he thi ca bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng khanh tu nô sa đa chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều động sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha. Giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy của hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức cùng chư tôn đức đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Thành kính đảnh lễ dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ.
Tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài, chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh. Kính lạy cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào Tam Quý, kính chào Giang Nhất Hà. Giang Nhất Hà mến chào Thiện Vũ, mến chào Thanh Hoàng, kính chào Karuna, mến chào Thi Lâm, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Thích Kim Nhung. Đó, mến chào Sích Trần Đạo, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin sám hối với Đạo Tràng. Hôm nay do con lu bu quá nên con lấy bái Tam Bảo chạy hết 1 phút rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để cho điều hợp chương trình học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha nhá. Dạ, Quỳnh Kinh còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính mời Quỳnh. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh cũng một lần nữa xin sám hối đạo tràng nha. Dạ, hôm nay cái đầu Nhật Quỳnh nó kỳ cục quá nên nó rất là lu bu. Dạ, kính mời Quỳnh Kinh ạ. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không? Ok. Dạ rồi. Dạ, thì hôm nay chúng ta trở lại buổi học. Thì trước chúng ta học tới người tam quả, xong người đông quả phải không quý vị? À, alo, thì trước học xong người tam quả. Rồi thì này chúng ta còn có hai người nữa mà học tiếp hai người chót rồi xong cái mình qua bài mới luôn. À, hôm nay chị có xin thằng Quỳnh một chút sẽ post cái bài Bali mới để chúng ta cùng nhau đọc trước khi vào buổi học. À, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ toàn bộ tóm tắt. Arahang sama sambutho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivadene Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama sambuddhamantulang sasattham manganuttamang apivadiyapasissang apithammattassang kahang. À, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ. Mới đây coi Nhật Quỳnh đây bài mới thôi, hỏi ngắn bài boss bài mới lên mình đọc thay phiên nhau đọc bài mới này. À, mình học luôn cho lại. Rồi xin mời coi Nhật Quỳnh boss bài mới, mời tất cả vị quan hỷ mình cùng nhau luân phiên đọc ha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Phù mí cõi tát thá a na giá phù mí cà má số gá tí phù mí ru bà quá chá rá phù mí a ru bà quá chá rá phù mí chà tí chá tát sô phù mí dô nà má tà su ní ra dồ tí ra chà na dồ ní bét tí quý xa dồ
A-su-ra-ca-yo-cha-ti-a-ba-ya-phu-mi-chat-túc-bi-tha-hồ-ti. Bốn, dạ, bốn cảnh giới sinh tồn là một, hai của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum maharajika ta wa tin sa ya ma tu si ta nim ma narati bara nim mita wa sa wat ti cha ti ka masugati phu mi sat ta wi tha ho ti sa ba na yang e ka đa sa quý tha bi ka ma quá cha ra phù mít chề quá sằng khăn gắt cha tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bãi là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn thầy. Dạ con nhường mái cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang, kính chào thính, kính chào, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi tát a pa phu mi ka masugati phu mi ru pa wachara phu mi aru pa wachara phu mi cha ti cha ta so phu mi yo na mata sunira yo ti ra cha na yo ni pet ti wisa yo asura ka yo cha ti a pa gia phù mi cha tu bi hà hồ. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàng sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chika ta wa ting sa ya ma tu sita ni ma na pa ti para nim mi ta wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti fu mi sa ta wi tha ho ti sa pa na yam e ka da sa wi tha bi ka ma wa cha ra phu mi che wa sang khang gach cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa thiên, cảnh tha tự tại thiên. 11 cảnh này sinh tồn. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới.
Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, thầy Kinh, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Phum mi cõi ta tha apha ya phum mi kha masugati phum mi rupa vachara phum mi arupa vachara phum mi charit chati katasko pumiyo nama tasu nirayo tirakcha nayo ni pe petiwitsayo asurakayo chati apaya pumi chatupithoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ là manusa cha tum maha Chika ma tu si ta paranim mita wasat wati kamasu kamasugati pummi sattawitha hoti sabanayam sabanayam eka tasawit tha pika ma vachara pum mi che vasang kham gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, dạ hết bài, dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Con xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn chị Metta, quý vị. Người đẹp đâu hết trơn rồi, không ưa bàn tay xinh đẹp của mình lên vậy. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Thanh Bàn, Kim Nhung và chị Metta. Dạ, vị nào chưa đọc đưa bàn tay xinh đẹp mình lên đi. Nguyên Trang vô không được bàn tay lên Nguyên Trang. Đọc nổi không Nguyên Trang? Alo, alo. Dạ, mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ
Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ để con đọc bài ạ. Phu mi cõi tát tha áp bà gia phù mi cà mát su gà tí phù mi rù bà quá chá ra phù mi a rù bà quá chá ra phù mi chà tí chá tá sô phù mi dô nà mát tà su ni ra dô tí rắc chà na dô ni bếp bếp tí quý sá dô asura già dô arus Asura ka yo cha ti apa ya phu mi chat tu pi tha ho ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Cái máy còn sao rồi, cô post không thèm lên cô ơi. Sorry cô. Nhà cô post lại lần nữa giùm con được không cô Nhật Quỳnh? Sao nó không lên cô? Dạ. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh tứ đại, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh gia thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hoạt thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Chà ma hà ra chi cà tà quá tìm xà và mà tusita narati baranin mitau mitau watti masugati fumi satawita ti sa panay dasawita vikama cha ra phùng chê khẳng cách cha tí. Dạ không thấy nữa cô ơi, con xin lỗi. À, con thấy cái cô post lên nó hàng trắng không mà cô bấm lại cho con lần nữa nha cô, đọc lại. Cảnh hữu phúc của bảy là cảnh người, cảnh tứ tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 10 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Hình như con đọc rồi đúng không cô? Ồ, dễ xong hả cô? Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, tại vì cái màn hình con không có, có lúc có lúc không. Dạ. Dạ con xin xuống mic à. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lễ Thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi tát giá phù mi cà mát su gá tí phù mi
Rù bà quá chá rá phù mí á rù bà quá chá rá phù mí chà tí chá tá sô phù mí dồ nà má tà su ní rá dồ tí vách chà ná dồ ní bét tí quý xá dồ á su rá cà dồ chà tí á bà giá phù mí chá túc bí thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bàn xanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum ma ha ra chi ka ta quá tình xa già mà tu sĩ ta nim mà na ra tí ba ra nim mi ta quá sa quát tì cha tí ka ma su ga tí phù mi sắp ta quý tha hồ tí xa ba na yằng ê ka đa sa quý tha bí cà mà quá chá rá phù mít chề quá sằng khằng gách chành tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ vẫn thọ trí đức đại đức pháp tràng cùng chư con đức tăng. Kính chào thầy Tinh, kính chào quý anh chị em đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Netta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Hùng mí cõi tất thá áp bài giáp buồn mí cà má su gá tí bù mí rù bà quá chá rá bù mí á rù bà quá chá rá bù mí chà tí chá tát sồ bù mí dồ nà má tà su ní lá dồ tí bù mí pét tí hí sa dồ Asura cà dồ chà tí á bà giá phù mí chá túc đi thà hồ tí. Giới sinh tồn là: thứ nhất, cảnh bất hạnh; thứ hai, cảnh hữu phúc của dục giới; thứ ba, cảnh sắc giới; thứ bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa Chatumaharachika Tawatimsa Yama Tusita Mìm mà ná ra tí Bá ra mìm ní tá vá sá vắt tì chà tí Cà má su gá tí phù mí Sắc tá ví thà hồ tí Sà bá nà dằn ê cà đá sá ví thà bí Cà mà quá chá rá bù mí Bù mí chề quá sằng khằng gắt chá tí
cảnh hữu khúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá ngạc thiên, cảnh quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã phát bài và xin gửi mic lại cho Thiên Vũ ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay ạ. Phù mí cõi táp thá á pá già phù mí cà má xú gát tí phù rù phà vá chá rá phù mí á vá chá rá phù mí chà tí chá tát xô phù mí vô nà má tà xú ní rá vô tí rách chà ná vô ní phét tí ví xá vô á xú rá cà vô chà tí á phà giá phù mí chá thuốc bí thà hồ thí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàng xanh; cảnh ngạ quỷ; và cảnh Atula. Ma cha thu ma va chi ta ta va tin sa ya ma tu si ta nim ma nhà ra tí ta ra nim ni ta ba sa ba ti cha tí ca ma su ga tí phù mi sa ta vi tha hồ tí sa pa na yang e ka đá sá bí thà phí ca mà vá chá rá phù mít chề vá sành thằng các sành tí các chá tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất thiên, đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thiện Vũ. Châu Nguyễn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Trần Đạo, Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Con xin phép với Ngài và xin phép Huynh Kinh, cũng như xin phép Đạo Tràng. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn quét bài cho Nguyễn ra bài giùm Nhật Quỳnh một lát nha. Nhật Quỳnh, cái đầu Nhật Quỳnh nó nhức quá rồi, Nhật Quỳnh không có ngồi được nữa. Mời Châu Nguyễn nha, giúp giùm nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Tràng, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo, cô Kim Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Dạ con xin phép con được kéo lại cái bài cô Nhật Quỳnh post hồi nãy để con đọc ạ. Phù mỹ cõi tát tha á bà giá phù mí cà má su gá tí phù mí rù bà quá chá rá phù mí a rù bà quá chá rá phù mí chà tí chá tá sô phù mí dô nà má tà su ní rá dô tê rá chà ná dô ní bê tí quý sá dô a su rá cá dô a su rá cà dô chà tí á bà giá phù mí chá túc phí thà hồ tí
Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum maharajika ta watim sa yama tusita nimma narati paranim mitawasawati jatika masugati fumi sattavita hoti sabana yam eka dasavita pika ma vachara phù mít chệ quá sanh khăn gắt tra tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Sa thứ à, là mô bút thai giá là mô tham mà giá mô sạch à, không biết còn ai đọc không? Alo, còn ai muốn đọc gia ba còn không thì chúng ta tranh thủ đọc luôn. Rồi học luôn nha, học luôn ha. À, ngày trước là chúng ta học với phẩm người, người số hạ số 10 là người tam quả. Giờ mình đi vô cái số 11 là người đạo vô sanh, hay còn gọi là tứ đạo, người đạo vô sanh, tứ đạo. Người đạo vô sanh, tứ đạo. Arahat tamakya mukyala. Arahat tamakya mukyala. Người đạo vô sanh, tứ đạo. À, chúng ta học vô hạng người thứ 11. À, thì chúng ta bắt đầu bước vào cái cuối cùng ha, cuối cùng của loại người. Người đạo vô sanh là người, à, ghi tiếp là người đang tuyệt trừ. Đang là người đang tuyệt trừ tất cả chủng tử tái tục ở mặt vô sanh. Người là người đang tuyệt trừ tất cả chủng tử tái tục, mở ngoặc vô sanh, đóng ngoặc lại. À, tức là người mà đang tuyệt trừ, tức là khi cái sát na tâm đạo nó sanh lên của người người tứ đạo này đó, thì cái sát na tâm đó là nó đang tuyệt trừ cái chủng tử để mà đưa đi tái sanh, là không còn tái sanh nữa, là đạt với một cái trạng thái cuối cùng của nó là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, là vô sanh. Thì ở đây đối với tại sát na tâm tứ đạo, tức là được gửi xếp vô là người tứ đạo, là người đang tuyệt trừ nha, là trạng thái đang lúc đó một sát na sanh lên lúc đó. Rồi xuống dòng bậc thánh đang đoạn tận, bậc thánh đang đoạn tận các phiền não còn lại như hai chấm, bậc thánh đang đoạn tận các phiền não còn lại như hai chấm. Ái sắc, ái vô sắc,
ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Mở ngoặc, năm thượng phần kiết sử, đóng ngoặc lại. Rồi, tức là người đạo vô sanh này là người mà bậc thánh mà đang đoạn tận các cái phiền não còn duy sót, là những phiền não tế còn duy sót lại. Chẳng hạn trong những cái năm cái 10 cái kiết sử phiền não á, thì năm cái hạ phần kiết sử được diệt trừ từ bậc tam quả rồi lại. Còn năm cái thượng phần kiết sử này là lên tới bậc tứ đạo trở lên mới cái diệt trừ được. Tức là ái sắc, tức là ái về cái cảnh cảnh cõi sắc giới. Ái vô sắc là phải cõi vô sắc giới. À, rồi ngã mạn diệt trừ luôn cái tâm sở ngã mạn luôn. À, tức là không còn có cái những thiện dù nhỏ nhặt cỡ nào cũng bị diệt trừ. À, sự so sánh cao cũng ngã mạn được tận trừ nơi bậc tứ đạo. À, phóng dật và vô minh cũng được tận diệt luôn. Thì như vậy năm thượng phần kiết sử được diệt trừ và đang bị diệt trừ ở một cái sắc na phạm đạo của người tứ đạo. À, đó là chúng ta cần phải được hiểu như vậy. Rồi xuống dòng, bậc thánh đang tỏ ngộ niết bàn lần thứ tư. Bậc thánh đang tỏ ngộ niết bàn lần thứ tư phải. Đang chấm dứt, đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi phải. Đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi phải. À, chủng tử luân hồi đang chấm dứt và bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi phải. Chủng tử luân hồi phải. Đoạn trừ tam luân phải. Chủng tử luân hồi đoạn trừ tam luân diệt tận cả các pháp bất thiện còn lại. Đoạn trừ tam luân phải. Diệt tận tất cả pháp bất thiện còn lại. Tỏ, tỏ ngộ chứ phải tá tỏ ngộ. Diệt trừ tất cả pháp bất thiện còn lại. Rồi như vậy đối với bậc thánh tứ đạo, tức là bậc thánh này đang chứng ngộ niết bàn lần thứ tư. À, lần thứ nhất là sơ đạo, lần thứ nhì là nhị đạo, lần thứ ba là tam đạo và lần thứ tư là tứ đạo. Tức là vị này đang tỏ ngộ niết bàn lần thứ tư, đang chấm dứt và bẻ gãy luôn cái bánh xe mà để đưa đi chúng ta đi vào trong cái vòng sanh tử. À, rồi cái chủng tử luân hồi cũng bị là tiêu diệt luôn. À, và đoạn trừ luôn, không phải chỉ một luân mà tới ba luân, và luân hồi và tam luân
và luân hồi của dục, của sắc, của vô sắc đều chấm dứt, không còn tồn tại. Như vậy là chúng ta thấy là diệt hết tất cả những cái gì mà có liên hệ đến cái sự mà luân hồi là chấm dứt, và như vậy thì tất cả những cái pháp bất thiện đều tận diệt. Thì nói chung là tất cả 14 tâm sở bất thiện mình học á, 14 tâm sở bất thiện này là bị xóa sổ, là xóa sổ đối với bậc tứ đạo này, không còn gì sót. Còn mình thì đủ không, 14 còn đủ nguyên, có ai thiếu bớt nào không cho biết, thông báo đi cho bớt. Nguyên Như trong quyển có bớt được cái em nào chưa, thông báo coi. Nguyên Như chăng bớt được đó, Nguyên Như giỏi chăng bớt được đó. Nguyên sao rồi? Thấy dễ mà sao khó sao vậy, phải có 14 cái 14 thằng đó nó dễ quá sao làm hoạn được. Rồi xuống dòng người tứ đạo tâm tứ đạo, người tứ đạo tâm tứ đạo chỉ phát sanh một lần trong ba sắc na tiểu, người tứ đạo tâm tứ đạo chỉ phát sanh một lần trong ba sắc na tiểu, sinh trụ diệt mà chỉ một sắc na nó sanh lên được này, chứng đắc đạo. Một sắc na là kết liễu luân hồi, một sắc na là chấm dứt sanh tử luân hồi, quá dễ luôn ha, vì ha phải dễ dàng ha. Khổ ghê. Rồi như vậy là người đạo vô sanh mà cho định nghĩa cho chúng ta biết là người đang tuyệt trừ tất cả những cái gì có liên hệ đến cái sự sanh, chấm dứt tất cả những cái kiết sử mà phiền não còn lại, là nằm thực phần kiết sử để chấm dứt, diệt trừ tất cả những cái pháp nào bất thiện còn duy sót, dù vi tế thế nào đó cũng được xóa sổ. Như vậy người tứ đạo đang xóa sổ những cái pháp xấu, những cái pháp bất thiện, những cái pháp mà đem đến sự sanh tử. Người tứ đạo là chấm dứt trong một sát na một. Như vậy là chúng ta thấy nói với bậc tứ đạo là coi như là khỏe re ha, là xong cuộc đời, coi như là không còn có sự sợ hãi nữa. Rồi chúng ta học xong 11 rồi, số 12 là người quả vô sanh tứ quả. Người quả vô sanh tứ quả. Arhatta phala bút gala, Arhatta phala bút gala. Người tứ quả Arhatta phala bút là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất, là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất, là bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sát na diệt của tâm tử, cho đến sát na diệt của tâm tử phải niết bàn chấm. Niết bàn chấm. Thấy chưa? Và bậc từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhất cho đến sát na diệt của tâm tử, niết bàn,
À, tức là ở đây là nói về bậc tứ quả là bậc cuối cùng, nó khác với những cái bậc tam quả, nhị quả, sơ quả. Thí dụ như bậc quả thì cái tâm tư tính từ khi cái tâm tam quả nó phát sanh cho đến cái sát na vũ tịnh cuối cùng, tức là sát na tâm vũ tịnh rồi mới tới rồi đắc được cái tứ đạo. À, thì tới cái sát na tâm vũ tịnh nó trở ngược lại ra thì được gọi là người, vẫn gọi là người tam quả. À, đó là cái gì? Kỳ trước cũng có một người bị nghe sao, nghe sao lộn cho hỏi, mà là đâu phải là vô ngay chỗ sát na, đạo với quả ngay giữa đó đâu có cái chuyện đó, mà nó tới sát na vũ tịnh là tính người tam quả, là từ cái đắc cái quả, đắc cái tam quả lần thứ nhất dài 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 cho tới khi nào mà đắc vô cái tứ đạo đó, nó vô tứ đạo, chưa tới tứ đạo đó, nó tới sát na vũ tịnh thôi đó, là xa mà tiến bậc, thì tới đó ta đã trở ngược lại đó, thì được gọi vẫn còn phải nằm trong cái người tam quả, nhưng mà khi bước tới cái tâm sắc na đạo sanh lên thì là người tứ đạo. À, nó một cách rõ ràng, chúng ta thì Đức nói rất là rõ, vì nghe kỹ ra nha, để nó nghe lộn rồi hiểu tùm lum tùm la mệt nghỉ luôn. Rồi người tứ quả thì nó khác, người tứ quả là người cuối cùng rồi, thì khi mà đắc được tứ quả là tứ đạo sau nhảy qua tứ quả đó, thì đối với cái sắc na tứ quả này cho đến khi mà tử luôn, tức là người tứ quả này tới giờ phút cuối cùng chấm dứt tâm tử sanh lên rồi niết bàn luôn thì không còn tái sanh nữa, thì như vậy là người tứ quả là tính từ khi mà đắc quả cho đến khi niết bàn luôn, thì nó gọi là người tứ quả. Bây giờ nắm được chưa? Alo. À, không không có lẫn lộn đó, không chừng lộn cái học mấy cái này nó dễ bị lộn lắm, nghe nghe cái tâm mình nghe vậy đó, nhưng mà ngồi nghe rồi cái tâm mình nghĩ gì khác ha, nghe nghĩ lộn xộn cái, hoặc là cái tâm mình tự nó điều khiển tự nó suy nghĩ, tự nó cho vậy, cái mình nghe mình tưởng người ta nói vậy chết cho đó. Mai là có thu ăn lại nha, có ghi âm lại để cho quý vị học lại, chứ không thôi là hiểu trật cái thôi đi nói tùm lum. Chúng tôi cũng vừa nhận được một cái message của một người tử, nó nói chúng tôi là có một ông Nam Tông luôn nha quý vị, sư Nam Tông á, ông nói với đệ tử chúng tôi là thiền quý bát xá đó, và không phải là thiền, là thiền thời thượng. À, nó là thiền thời thượng, tức là chế ra thời giờ chế ra ra chứ thiền chỉ có một thôi chứ không có quy bát xá ná xin tôi không hiểu ông nào ông gan ông nói nhiều cái rồi họ một vị tu hành rồi nói kiểu đó thôi, học mình không học, học mình không hiểu thôi, mình chịu khó yên đi chứ mình đi nói tầm bậy tầm bạ đi mình khổ sở rồi kêu hỏi chứ mình, ông nói vậy cái đúng hay không thì giờ mình cứ đúng theo pháp mình nói thôi chứ mình đâu có nói sai được, còn cái nào mình không biết mình nói không biết, còn không không biết đi tuyên bố rồi rồi phát ngôn kiểu đó thì không hiểu thì sao nói luôn bởi vậy sao mình trách được mấy người khác. À, những người bên ngoài thì người ta đâu có hiểu, thì nó nói tùm lum mà chuyện nói chuyện đương nhiên là mình trong ruột này. À, những vị tăng này kia mà đi tuyên bố kiểu đó thì thôi chúng tôi bó tay luôn được chưa. Bậc thánh này, xuống dòng ghi ha, bậc thánh này là vô sanh, phải, bậc thánh này là vô sanh, phải. Tức là sau cái sát na diệt của tâm tử, tức là sau cái sát na diệt của tâm tử, tức là sau cái sát na diệt của tâm tử, bậc đó sẽ niết bàn luôn và không còn sanh lại nữa, bậc đó sẽ niết bàn luôn và không còn sanh lại nữa.
tức là xa cái sát na diệt của tâm tử, bậc đó sẽ niết bàn luôn và không còn sanh lại nữa. Rồi, tức là câu này người ta muốn confirm lại ha, muốn nhấn mạnh là cho chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh tứ quả này đó là bậc thánh vô sanh, tức là bậc này đó, đến cái sắc na diệt của cái tâm tử, tức là tâm tử sanh lên rồi trụ diệt là ba sắc na tiểu đó, thì nó vừa gì nó sắc na diệt cuối cùng của nó của tâm tử đó, thì bậc này là niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn sanh trở lại nữa, chứ không phải sanh về một cõi tây phương cực lạc vậy ha, không có cái chuyện là sanh về một cõi nào nữa. Bởi vì nếu mà còn sanh về một cái cõi nào nữa là có gì là còn sanh chứ đâu gọi là vô sanh nữa hả. Cho nên chúng ta hiểu, phải hiểu cho chính xác cái những cái từ ngữ này, và nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng đối với một bậc tứ quả là một bậc chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn tái sanh trong tương lai, thì như vậy mới gọi là vô sanh. Chứ nếu còn sanh về cõi nào nữa thì cái nơi sao gọi là vô sanh nữa. Đó là xác định cho chúng ta thấy ha. Rồi xuống dòng, bậc thánh quả vô sanh có ba cách. Bậc thánh quả vô sanh có ba cách. Một, bất sanh, hai chấm. Một, bất sanh, hai chấm. Nghĩa là không có sự sanh ra, tức không có sự tái tục nữa, thì được gọi là bất sanh. Nghĩa là không có sự sanh ra, tức không có sự tái tục nữa. Nó cũng giống như vô sanh nha. Nghĩa là không có sự sanh ra, tức không có sự tái tục nữa. Như vô sanh. Rồi, số 2, ứng cúng. Ứng cúng, có người chỗ ta kêu là ưng cúng, cũng được, không có gì, nó là từ ngữ thôi, là danh chế định thôi. Ứng cúng, hai chấm. Ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, phải. Ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng phước cho chúng sanh ưng chịu cúng dường, đáng làm ruộng phước cho chúng sanh ưng chịu cúng dường. Rồi, tức là bậc thứ hai, ý nghĩa thứ hai là ứng cúng, tức là chỉ ám chỉ cho một cái vấn đề mà là không còn phiền não nữa, một cái trạng thái tâm hoàn toàn sạch sẽ, không còn phiền não và xứng đáng được chúng sanh ưng chịu, tức là ưng cúng, ưng chịu cúng dường, và cái chỗ để xứng đáng để làm ruộng phước là cái chỗ để chúng sanh mà gieo giống, gieo những hạt giống phước thiện lên, đó là được gọi là bậc ứng cúng ha. Thứ ba, sát tặc, sát tặc, hai chấm.
là sát trừ và đoạn tuyệt hết giặc phiền não. Tức là sát trừ và đoạn tuyệt hết giặc phiền não. Tức là ý nghĩa sát đặt, tức là cái ý nghĩa nói về một cái sự mà sát trừ hoàn toàn, từ trừ chấm dứt đoạn tuyệt hết tất cả những cái gì mà còn dư sót, những phiền não dơ bẩn, những chút cặn bã trong tâm đều dọn sạch sẽ hết, tức là sát trừ hoàn toàn, không còn có gì đó. Một vị này là một vị là giết sát trừ những cái đó, gọi là sát đặt, gọi là bậc thánh quả, được gọi là bậc thánh quả vô sanh. Thứ ba là sát đặt, thì bậc này nó đoạn tuyệt hết, thanh lọc hết, để nó giống như là giặt mà mình tiêu trừ hết, không còn dư sót ha. Thì được gọi là sát đặt. Rồi xuống dòng, đánh qua thị đầu dòng cái tâm mà hợp với đạo đế vô sanh. Tâm mà hợp với đạo đế vô sanh gọi là tâm đạo vô sanh. Tâm mà hợp với đạo đế vô sanh gọi là tâm đạo vô sanh. Chấm. Rồi, xuống dòng là cái bông tiếp. Thành tựu từ tâm đạo vô sanh gọi là tâm quả vô sanh. Thành tựu từ tâm đạo vô sanh gọi là tâm quả vô sanh. Rồi, đó là mình nhấn mạnh hai cái vấn đề ha, về tâm đạo và tâm quả ha. Đó là cái tâm mà hợp với đạo đế vô sanh. Đạo đế đây tức là nói cho chúng ta biết là chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đồng sanh trong tâm tứ đạo, gọi là tâm đạo vô sanh. Thì được gọi là tâm đạo, tứ là tâm tứ đạo đó, tâm tứ đạo hay là tâm đạo vô sanh. Còn mà cái sự thành tựu từ cái tâm đạo vô sanh nó cho cái kết quả, thì được gọi là tâm quả vô sanh, hay gọi là tứ quả. Đó là chấm dứt cho chúng ta biết là đối với bậc tứ quả là như vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã chấm dứt toàn bộ cái bài học về 12 hạng người, từ 1 cho tới 12 là đã hoàn thành ha. Có gì cho Nguyễn làm lại cái sơ đồ, làm lại cái bảng cho đầy đủ rõ ràng ha, để chúng ta lưu lại, để là từ từ mới có dịp gì cần dùng tới không. Rồi, như vậy hôm nay là học xong cái phần người, và chúng ta bước qua bài mới, bước qua bài về cõi. Thì trước là như mình học trong cái cõi khổ rồi quý vị, giờ mình bước qua cõi vui dục giới. Giờ mình đi vô cõi vui, khổ quá chán quá, giờ đi vô cõi vui cho nó vui. Cõi vui dục giới. Kamasugati, cõi vui dục giới. Kamasugati.
giới ca ma xuất giá tí. Và cái chữ xú cộng giá tí, chữ xú cộng giá tí là căn xú cộng giá tí, là thiện thú. Thiện thú trú xứ tái sanh tốt đẹp và nhiều may mắn, thì gọi là xú cộng giá tí. Là thiện thú trú xứ tái sanh tốt đẹp và nhiều may mắn. Tức là thiện thú, tức là thiện, là cái trú xứ thú, thú là cảnh giới đó. Thiện thú là cảnh giới, là trú xứ tái sanh tốt đẹp và nhiều may mắn. Có cái câu Bali ha, câu Bali nó về kama cha ha cha vipa sugati, là đồng nghĩa với là kama sugati, là cõi vui nào, ghi đi, cõi vui nào có sự tương hợp câu hữu với dục ái. Phải, cõi vui nào có sự tương hợp câu hữu với dục ái, phải được gọi là cõi vui dục giới. Cõi vui nào có sự tương hợp câu hữu với dục ái, phải được gọi là cõi vui dục giới. Tức là cái cõi vui nào, cõi an vui, an lạc nào có cái sự tương hợp với câu hữu với dục ái, tức là có liên hệ đến dục, thì được gọi là cõi vui dục giới. Rồi, liên hệ đến hai chấm. Dòng liên hệ đến cái gì? Hai chấm. Liên hệ đến hai chấm. Sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, tức là sáu cái ái đó. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp ái. Quý vị chờ tôi xíu nhà, ghi đó đi rồi chúng tôi vô lại liền ha. Rồi, alo. Bây giờ nghe không ạ? Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Nghe rồi không? Rồi, cái sự liên hệ là cái dục thì nó có 6 là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp ái. Liên hệ đến những cái đó thì được gọi là dục duyên cõi vui, dục giới. Rồi, có 7 cõi là 2 chấm. Có 7 cõi là 2 chấm. Nhân giới, phải. Nhân giới, phải. Tứ đại thiên vương, phải. Nhân giới, phải. Tứ đại thiên vương, phải. Vì nhân giới, làm xuống dòng đi, tứ đại thiên vương cũng được. Đạo lợi thiên, đạo lợi thiên, dạ ma thiên, dạ ma thiên, đấu xuất thiên, đấu xuất thiên,
là đấu xuất thiên cũng được, có người kêu đấu xuất, đấu xuất hay đấu xuất, đấu xuất thiên. Hóa lạc thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Tha hóa tự tại thiên. Rồi, đó là cho chúng ta thấy là có bảy dục giới, đó là nhân giới, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu xuất, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại. Rồi bây giờ xuống học ra từng cái nè ha, cõi người, từng cái về cái cõi người trước. Manusaphumi, Manusaphumi. Cõi người, rồi từ câu Bali này ha, à, quý vị cũng ghi lại câu Bali này luôn. Manusang nang e te san tí, đó là manusa, cái đồng nghĩa manusa, các chúng sanh được gọi là người. 7. Do có tâm sáng chói và dũng cảm. À, người có giá lắm. Các chúng sanh được gọi là người do có tâm sáng chói và dũng cảm. À, được gọi là người. Như vậy người mà tâm tối mà hèn mọn, tâm mà thấp hèn thì chưa được gọi là người. Chưa được xếp hạng người. Mọi người có tâm sáng chói dũng cảm thì mới gọi là người, đúng là con người, còn tôi là con gì. Rồi phân loại hai chấm, có bốn hạng người sống theo bốn châu, có bốn hạng người sống theo bốn châu, có bốn hạng người sống theo bốn châu. Rồi xuống dòng ghi bốn châu hai chấm, bốn châu. Quý vị đọc được không? Hello, nó đọc được không, thấy không, học không, không bị mất ha. Rồi ok được ha. Rồi bốn châu cho thấy là thứ nhất là Jambu Dipa, tức là Nam Thiện Bồ Châu. Thứ hai Uttara Kuru Dipa, Bắc Chu Lương Châu. Thứ ba là Búp Bá Quy Đề Ha Dipa, Đông Thắng Thần Châu. Thứ bốn là Abarago Yana Dipa, Tây Ngu Quá Châu. À, tức là phân cho chúng ta biết là có bốn châu thiên hạ. À, để cho con người, chúng con người sống ha, trong bốn châu này, tức là loài người á, sống trong bốn châu này. À, ghi lại cho nó rõ ràng này ha. Rồi đó là bốn châu ha. Rồi giờ người sống trong bốn châu ha, xuống dòng mình ghi là người thứ nhất là người Nam Thiện Bộ Châu, người Nam Thiện Bộ Châu. Rồi từ Jambu Đi Bác, người Nam Thiện Bộ Châu.
Rồi Nam Thiện Mẫu Châu. Kẹt chưa? Chưa. Từ từ rồi, từ từ chậm chậm thì khỏe là đỡ mệt ha, nói nhanh nó cũng mệt thiệt, nói nhanh xong lát xong cái thở thở không nổi luôn. Bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu cái kỹ thuật mà để mà luyện hơi đó quý vị, kỹ thuật mà giống như ca sĩ người ta luyện ha. Mình hít hơi vô mình luyện, mình thở ra mình hít một hơi, có thể nói dài 5-10 phút không sao đây. Còn mình hít vô ngay mình hít thở, mình không biết cách điều điều hơi thở, mình nói giống mệt lắm. Yoga cũng chưa được, phải tập như ca sĩ cũng được. Ca sĩ thấy lên hát không còn đứng hát hoài, hát chục bài không sao đây. Đó là ta có kỹ thuật luyện hơi đàng hoàng, chứ phải thấy người ta ca tưởng dễ là khó. Phải biết cách lấy thở đủ thứ thì hát nhép sao được, giờ nó hát thiệt hát nhép đâu có tiền đâu. Tập cái đó cũng hay lắm à, tập là tập cái hơi thở mà để người ta kêu là luyện thanh đó, cái gì luyện thanh đó. Tập lên đọc vali rồi hay lắm, giỏi lắm, đọc tiếng dội có nội lực này mà. Nguyên Trang Nguyên Như luyện cái đó lên đọc hay lắm đó. Mỗi ngày đọc chừng tiếng họ ta chừng tháng sau lên đọc vali là như là ca sĩ hát. Được chưa? Người Nam Thiện Bộ Châu Sam Đi Bá à, là người đang sống thuộc nhân loại như chúng ta, là người đang sống thuộc nhân loại như chúng ta. Mình đang sống, cái cõi mình đang sống thì được gọi là Jambu Di Bát, là Nam Thiện Bộ Châu, là những người đang sống như mình đó à, thì được gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Không biết cái Nam Thiện Bộ Châu nó theo hướng nam là cái chữ Jambu Di Bát âm ra rồi, cái chữ Jambut á, Jambut cái chữ đó đó, cái chữ đầu của Jambut á, cây bụt à, cái đó là cây dâm bụt có rất nhiều ở Ấn Độ thời xưa à, lấy từ cái tên cái cây đó, là cây dâm bụt có rất nhiều ở Ấn Độ thời xưa, từ cái cây này nó sanh ở Nam Bộ Châu. Dâm bụt hai chấm, cây dâm bụt có rất nhiều ở Ấn Độ thời xưa. Xuống dòng ha, cõi này kém hơn ba cõi kia à, kém hơn nha, cõi này kém hơn ba cõi kia vì dân chúng phải làm lụng vất vả hơn, có nhiều sự khổ hơn. Cõi này kém hơn ba cõi kia vì dân chúng phải làm lụng vất vả hơn, có nhiều sự khổ hơn. Phải khi mình học tới này mình mới thấy không phải chỉ có con người mình nói cõi này là độc tôn ha, cái gì còn nhiều loại chúng sanh khác cũng như con người mình sống ở những cảnh giới khác mình không biết. À, đến nay bây giờ khoa học người ta cũng vẫn chưa tìm ra được. À, ta cũng đang đi tìm cái chỗ để cho con người sinh sống ha, lên hành tinh kia đủ tìm kiếm à, mà cũng chưa ra, mà thật sự đã có sẵn thì xa quá tìm không tới. À, nên khi mình học vô vi pháp mình thấy là có rồi, trong một cái thế giới nó có bốn châu thiên hạ này có những con người như chúng ta sống. À, thì giờ cõi này là cõi kém hơn ba cõi kia à, vì dân chúng phải làm lụng vất vả hơn, có nhiều sự khổ hơn. Và mình thấy cõi này của mình nó khổ hơn, có người phải làm này, cái kiếm ăn từng chút khổ sở đấu tranh đủ thứ à, chằng chịt nhau đủ thứ là tạo nhiều cái nghiệp ác hơn à, nhưng À, phải nhưng dễ tu hơn và có chư Phật ra đời
À, nó có đặc biệt đó, nhưng dễ tu hơn và có chư Phật ra đời. À, cái gói này mặc dù nó kém hơn mấy gói kia về vấn đề mà sự sung sướng hạnh phúc, lo làm lụng vất vả đủ thứ, nhưng mà nó dễ tu hơn, bởi vì có sự khổ nó dễ tu hơn, sướng quá khó tu. Và gói này được đặc biệt là chư Phật thường thường ra đời ở gói này, thường ra gói đời nào thì một trong này, bởi vì có sự khổ thì mới có chư Phật ra đời để cứu khổ. Cho nên cái gói này thua về cái vấn đề mà sự hưởng thụ, nhưng mà được phước hơn là có thể tu tập được, có thể thành tựu được dễ hơn, và có chư Phật ra đời trong cái cõi này, gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta. Rồi xuống dòng đánh cái mông đội dòng nha. Tâm của người Nam Thiện Bộ Châu khác với tâm của người trong ba châu kia. Tâm của người Nam Thiện Bộ Châu khác với tâm của người trong ba châu kia. Tâm người Nam Thiện Bộ Châu khác với tâm của người trong ba châu kia vì có sự dũng cảm sáng chân thiện, vì có sự dũng cảm sáng chói phần thiện. Tôi nói bên phần thiện á, vì có sự dũng cảm sáng chói phần thiện. Và giữ dằn phần ác, và giữ dằn phần ác. Thì người Nam Thiện Bộ Châu khác những người châu kia ở cái chỗ là gì, thiện cũng có mà ác ác kinh hồn, ác dữ lắm, người có thể giết người, có thể tàn sát rồi sinh linh rất là dữ dằn, nhưng cõi kia tao không có đó. Tầm ta thiện hơn mình, cõi cõi mình dữ quá. Học từ từ tới biết ha, chút coi từ từ tới sẽ biết. Trong ba cái cõi kia, cõi mình là dữ lắm, thiện thì cũng dữ lắm, thiện thì tu tập cũng dữ lắm. Giờ cũng dữ dằn Hitler. Ác lắm rồi, mà nữ thì có Võ Tắc Thiên, thì thấy dữ ghê hơn lắm. Dữ Tắc Thiên thì dùng đủ thứ chiêu kế giết người, Hitler thì giết người như ngoé luôn ha. Giờ thì khác nữa, giờ không cần giết súng ống vậy, quăng virus là chết ngắt rồi. Lần mấy trăm triệu người, mấy trăm ngàn người đó, thì cái cõi cõi mình nó có sự khác biệt chút là dữ dữ cũng ghê lắm, ghê lắm. Thành ra cái sự khổ nó mới nặng như vậy. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng về phần thiện, tức là cõi mình đó, về phần thiện hai chấm. Về phần thiện có khả năng tu tiến thành bậc chánh đẳng giác, có khả năng tu tiến thành bậc chánh đẳng giác, phải có khả năng tu tiến thành bậc chánh đẳng giác. Độc giác phải, thượng thủ tinh văn phải, thượng thủ tinh văn
Đại Thinh Văn. Đại Thinh Văn. Thường Thinh Văn. Thường Thinh Văn. Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương. Được chứng thiền. Được chứng thiền. Được chứng thiền. Được thắng trí. Được thắng trí thông. Được thắng trí thông. À, tức là nói về phần thiện của con người mình thì có khả năng tu để đạt thành được tới tối cao luôn, tức là bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc thấp hơn đập giác, thấp hơn nữa là bậc thượng thủ tinh văn, thấp hơn nữa là đại tinh văn, thấp hơn nữa là những bậc tinh văn thường, như bậc thánh tinh văn. Rồi là vua chuyển luân vương, tức là vua chuyển luân pháp vương, vừa sử dụng những bậc vua cao cao nhất trong cái thế giới ha, có thể chứng đắc thiền, chứng đắc thông này kia được. Đó là thuộc về phần thiện ở con người mình. Rồi xin dòng về phần ác, hai chấm. Về phần ác, thiện cũng dữ lắm mà ác cũng kinh hồn lắm. Về phần ác, hai chấm. Giết cha, giết mẹ, giết cha, giết mẹ. Giết A-la-hán, giết A-la-hán. Làm chảy máu Phật. Làm chảy máu Phật. Chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng. Chấm chấm chấm. Chia rẽ tăng. Tức là về phần ác của con người mình, lúc mà ác cũng ác kinh hồn lắm. Cha mẹ gì giết láng ra, không có sợ nó nổi khùng lên là giết hết, giết cha giết mẹ. Con người mình có thể làm được những cái chuyện đó, ngay cả những bậc thánh nhân cũng giết luôn, ngay cả Đức Phật như Đề Bạt Đa cũng tìm cách giết Đức Phật, mà Đức Phật thì không thể giết được, chỉ làm cho Đức Phật bị tổn thương thôi, bị chảy máu thôi. Và chia rẽ những bậc tu hành, là bậc thánh nhân bậc tu hành, những bậc tăng chia rẽ hết, tức là ngũ nghịch đại tội này là không có gì chừa, làm hết. Con người mình lúc ác là ác kia. À, cho nên chúng ta còn cần phải để ý về cái tâm của chúng sanh ở cõi Nam Thiện Bồ Châu này. Về thiện thì cũng rất là tốt đẹp, bên phần ác cũng không thua gì hết, rất là dữ dằn. Là tâm của người ba ở châu kia thì không giống vậy ha, nó khác, nó không có cái phần ác ghê gớm vậy, không có những cái đó. Rồi mình xuống dòng, mời vào thời sơ kiếp. Vào thời sơ kiếp. Vào thời sơ kiếp phải, người ta chọn ra một vị vua tài đức, người ta chọn ra một vị vua tài đức,
có tên là Manu, có tên là Manu. Tên là Manu. Khi người ta chọn ra vua tại Đức có tên là Manu, chính là Bồ Tát, à chính là Đức Bồ Tát mình, chính là Bồ Tát. Và về sau đổi danh là Maha Sammata, sao là chính là Bồ Tát và được được đổi danh lại, được đổi danh là Maha Sammata. Chính là Bồ Tát ha, và được đổi danh là Maha Sammata. Rồi đúng rồi, vua Manu là vị vua đầu tiên trên địa cầu này, à, để cho chúng ta biết cái năm Thiện Vô Châu mình đang sống à, là vua đầu tiên của cái địa cầu này chính là Bồ Tát, rồi của chúng ta là Maha Sammata đó, hoặc là vua Manu. Vua Manu là vị vua đầu tiên trên địa cầu này. Rồi, đúng rồi, là cho chúng ta biết là cái chỗ mình đang sống, cái trú xứ mình đang sống là cái ông vua đầu tiên trên cái địa cầu này là chính là ông vua này đó, vua Manu rồi đó. Là lúc đó là vị đó chính là vị Bồ Tát rồi, đang tu tập rồi. À, thì như vậy là chúng ta biết được cái trú xứ của mình ha, là có ông vua như vậy. Rồi, tuổi thọ hai chấm. Rồi, ngồi dữ lắm. Tuổi thọ hai chấm. Bất định, à, tuổi thọ thì bất định tùy theo đức hạnh, phải bất định tùy theo đức hạnh, phải cao tột là một a tăng kỳ tuổi, cao tột là một a tăng kỳ tuổi. Độ giảm, tuổi thọ giảm đến 10 tuổi. À, đức độ giảm thì tuổi thọ giảm đến 10 tuổi. À, thì như vậy cho chúng ta biết cái tuổi thọ của mình, của con người mình, nếu mà tùy theo cái đức hạnh, nếu đức hạnh càng tốt thì sống càng thọ càng lâu, à, có thể lên tới a tăng kỳ tuổi, tức là số khó tính, không thể đếm được, số rất là cao. À, nhưng mà cái đức hạnh mà giảm bị do cái sự đời sống mà ác phát sanh nhiều thì giảm xuống tuổi thọ, giảm là cho đến khi chỉ còn có 10 tuổi thôi. Thì trong kinh có chỗ có đoạn nói là chỉ đứng trên cái cành cây, nó đứng trên cái cành cây được, tức là nhỏ xíu đó. À, giảm thì còn có 10 tuổi thôi, là lúc này là không còn có đức độ, là chém giết nhau đủ thứ, sống rất là sống như thú mà. À, chỉ còn tới 10 tuổi thôi, rồi từ đó chúng sanh mới có những vị được cảm thấy là sống ác quá, họ mới vào rừng họ tu, à, từ từ họ tu tập gìn giữ giới hạnh trở lại, lên lại, à, tuổi thọ lên lại, lên lại. À, thì chúng ta thấy là cái tuổi thọ của con người mình nó không có nhất định, à, không như những cái cõi trời có tuổi thọ nhất định.
tuổi thọ mình theo cái đức độ của mỗi một chúng sanh. Người tu hãy tu càng nhiều thì đức độ càng tốt, tuổi thọ càng cao. Còn nếu mà ác thì mình giảm một lần xuống. Rồi, trú xứ hai chấm. Trú xứ hai chấm. Hướng Nam núi Sine Rú. Hướng Nam núi Sine Rú. Âm là Tu Di, núi Tu Di. Hướng Nam núi Sine Rú. À, tức là cái trú xứ mình nằm ở hướng Nam, và chính giữa là cái núi Tu Di, núi Sine Rú nằm giữa, chia là bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thì cái hướng Nam là kiểu là Nam Thiện Bồ Châu đó, là xứ của con người mình đang sống đây, thì nó nằm ở hướng Nam núi Sine Rú, đó là cái trú xứ của mình. Rồi xuống dòng số 2 là người Bắc Cu Lưu Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Nam là người Bắc Câu Lưu Châu. Uttarakuru đi bắc, từ Bắc Cu Lâu Châu. Rồi dòng ha, giữ gìn năm giới một cách tự nhiên. Những người Bắc Cô Châu này ta hơn mình xa chỗ là giữ gìn năm giới một cách tự nhiên. Giữ gìn năm giới một cách tự nhiên. Phải, cho nên khi mệnh chung thường tái sanh về thiên giới. Cho nên khi mệnh chung thường tái sanh về thiên giới. Thế là người Bắc Cô Lưu Châu này là ngũ giới là không bao giờ bị phạm ha, là giữ một cách tự nhiên giống như một bậc tu đà quần, nhưng mà chưa phải là bậc tu đà quần. Vẫn là người phàm nhưng mà nó giữ giới tự nhiên lắm, là người ta không có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu các sa vân, thì năm giới là giữ tốt đẹp. Khi mà ta chết là sanh về cõi trời, bởi vì người những người này là cái tâm ta rất là hiền thiện, rất trong sạch, khác với người mà Nam Thiện Bồ Châu mình. Người Nam Thiện Bồ Châu mình giữ giới khó khăn lắm, rất là khó, sát sanh là như má luôn ha, cá vịt gà trâu bò gì là đập lát hết, mà giết hết, không có tha, dĩ gì miếng ăn ta có thể giết hết. Nó khác cái cõi này là ta giữ giới, thành ra ta không có cái đời sống như là cõi Nam Thiện Bồ Châu của mình. Khi đó người ta chết là chắc chắn được sanh về cõi trời, còn mình chết thì cái cõi trời khó so với người Nam của Nam thì Bồ Châu cõi trời rất là khó, một số ít được về cõi trời, sanh về cõi trời rất là khó, cho nên mình thua thua người Bắc Cô Lưu Châu cho đó. Có câu Pali này, quý vị ghi lên câu Pali này nha. Câu này trong Pali ghi rõ ràng ha. Gati bi nipatta mato sắc ghê ghê quá nipat tần tí, thấy không quý vị? Có gì vậy? Không thấy. Cái máy này chắc là sao đó. Thử lần nữa nha. Ủa, cháu thấy kìa. Gati bi nipatta, thấy chưa? Mắt tô sắc ghê ghê quá nít bách tần tí, ok ha, nghĩa là khi là khi người Bắc Cô Lưu Châu mệnh chung, khi người Bắc Cô Lưu Châu mệnh chung sẽ tái sanh thiên giới là điều chắc chắn. Là câu Bali là như vậy. Khi người Bắc Cô Lưu Châu mệnh chung sẽ tái sanh về thiên giới là chắc chắn. Rồi.
nhấn mạnh cho mình biết là người Bắc Lưu Châu, người đang sống Bắc Lưu Châu này họ sống đó thì chết là chắc chắn họ về thiên giới, đặc biệt hơn cõi người mình ở đây là vậy, mình thua cõi Bắc Lưu Châu rồi. Nhưng mà xuống dòng gạch đầu dòng một cái nhảy bọt cho cái bông cái, nhưng lúc mạng chung ở thiên giới, nhưng lúc mạng chung ở thiên giới họ có thể sanh vào khổ cảnh, họ có thể sanh vào khổ cảnh hoặc bất luận một cõi nào cũng có, nhưng lúc mạng chung ở thiên giới họ có thể sanh vào khổ cảnh hoặc bất luận một cõi nào cũng có. À, là bây giờ người Bắc Lưu Châu thì do họ sanh vào cái cảnh giới đó, ai cũng giữ gìn ngũ giới thì nó trở thành một cái tự nhiên, giữ gìn tự nhiên thì họ sanh về cõi trời. Nhưng mà khi mà họ sanh bên về cõi trời đó, bắt đầu lên trên đó đó, họ khác à. À, lên cõi trời bắt đầu sướng quá, gặp tiên nữ rồi đẹp quá là tiêu tùng ha. Rồi do ăn chơi sung sướng là những cái ác nghiệp bắt đầu nó phát sanh, nó trổ, những ác nghiệp trong quá khứ nó phát sanh trổ. Thì như vậy có thể họ sẽ bị sanh trở lại xuống khổ cảnh như thường, hoặc là nếu không thì họ sanh vào bất luận cảnh giới nào cũng có, sanh cõi người cũng có, hoặc là sanh cõi Bắc Lưu Châu trở lại cũng có, hoặc là Nam Đông Thắng Thần Châu gì cũng có, bất luận cảnh nào. Tức là khi mà họ bỏ cõi Bắc Lưu Châu họ sanh về cõi trời, rồi từ cõi trời họ có thể đi bất kỳ cảnh giới nào, tùy theo cái nghiệp nó đưa ha. Thì như vậy lúc mạng chung ở thiên giới bắt đầu cái chuyện đó, bắt đầu nó sẽ xảy ra khác. À, cho nên chúng ta thấy rằng ở thiên giới thì nó quá sung sướng, được nhiều cái ưu đãi, những cái cảnh là tốt đẹp, từ cảnh cảnh sắc thinh khí vị xúc đều tốt hết, cảnh người đều tốt. Như vậy là chúng ta thấy có sự khác biệt ở cõi Bắc Lưu Châu. Như vậy không biết cõi Bắc Lưu Châu này sao mà họ vẫn giữ giới được tốt đẹp, họ không có bị phạm giới. Đây là cái mình cũng phải suy nghĩ chút xíu. Chắc này mấy giàu chắc chắc đàn bạn gái xấu lắm mày. Xấu lắm mày, ổng không phạm. Xấu quá. Xấu như bên miếng. Xấu quá. Nhìn đen thủi vậy thôi. Rồi. Xuống dòng ba đặc điểm thù thắng, ba đặc điểm thù thắng của người Bắc Câu Lưu Châu so với Nam Thiện Bộ Châu và Chư Thiên Đao Lợi, hai chấm. Ba đặc điểm thù thắng của người Bắc Câu Lưu Châu so với người Nam Thiện Bộ Châu và Chư Thiên Đao Lợi, hai chấm. Là có ba cái đặc điểm nổi trội á, được thừa thắng của người ở Bắc Lưu Châu á, so với người ở Nam Thiện Bộ Châu và cái chư thiên ở cõi trời đó. Có ba đặc điểm. Thứ nhất, một chấp vàng bạc là của ta, không chấp vàng bạc là của ta. Tức là họ không có sự chấp dính mắc như cõi người. Cõi người mà có tiền có bạc thì là dính mắc dữ lắm, mà chấp dính vàng bạc. Rồi số 2, không luyến tiếc hoặc chấp rằng là con vợ chồng của ta, không luyến tiếc hoặc chấp rằng là con
vợ chồng của ta. À, tức là những vị mà ở bên Bắc Cô Lô Châu họ có cái tâm họ không có bị dính mắc, không có bị chấp thủ, không có bị luyến tiếc. Đây là con ta, đây là vợ ta, đây là chồng ta, đây là người ta, thì không có ngoại tình mới không phạm giới. Họ không phạm giới là năm giới tự nhiên này vậy, họ không ngoại tình thì đó, cho nên họ không có chấp dính mắc đó. Rồi chính vì vậy họ không bị rồi số 3 là có tuổi thọ đến 1.000 năm tuổi, sống lâu mình nha, có tuổi thọ đến 1.000 năm tuổi. Số 3 có tuổi thọ đến 1.000 năm tuổi. Có chứ, Chư Thiên Bảo Lợi cũng có con như mình, có tuổi thọ đến 1.000 năm tuổi, tức là họ sống đến 1.000 năm tuổi, còn mình đây mình chỉ có 100 tuổi thôi. Còn mình nếu có phước đức thì mới tăng lên tới đó được, còn thường thường là 100 tuổi là maximum là đi xuống trở lại ha. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng nha, đánh cái bông đầu dòng. Về địa hình có dạng hình vuông, về địa hình tức là đất đai của cái đất đó có dạng hình vuông. Về địa hình có dạng hình vuông. Do vậy người có khuôn mặt cũng hình vuông. Người có khuôn mặt cũng hình vuông. Nghe không? Alo, 1, 2, 3, 4. Vậy để hình có dạng hình vuông. Và do vậy chứ không phải do vật. Do vậy người có khuôn mặt hình vuông. Vậy khi mình nói tới đây, mình thấy là khuôn mặt hình vuông vuông, hình giống như hình chữ điền đó vậy. Vuông hơn chữ điền đó. Thì vậy xấu phải rồi. Xấu, xấu là ai thèm. Vợ con gì cũng xù. Không phải là ta, phải của ta xấu quá ta gì nữa, rồi cũng không thèm luôn, làm gì có ngoại tình. Mặt dung dứt nhìn thấy phát ớn. Nhìn vậy là mình biết đó, biết tại sao mà là ta không có dính mắt vô. Mặt chữ V, mặt cái gì chữ tế xoan hay tế xoan. Còn mặt hình vuông mà nhìn là thấy rất là thông thường ha, mình phàm phu nhìn thấy là mình đàn bà, mà nhìn giờ mình nhìn người nữ mà cái mặt hình vuông thôi chạy tốt. Hỏi mấy mấy ông trong đây coi sao mà đàn bà mặt hình vuông có ai thích không, vậy hỏi thử mấy ông quyết liền. Mặt hình vuông chạy chơi bỏ chạy từ từ học tới thì khoan hỏi chưa. Rồi nó gia nhạc hạ nó cười ha, cười mấy các bạn. Người nam thì mua cháu mình hình gì đó, hình ở trên to dưới nhỏ, tức là hình cái đầu to hơn dưới nhỏ, nhỏ hơn giống cái hình kia cái gì đó, cái sòi vậy. Rồi cái đất mình cũng vậy, cái sòi trong đó. Rồi như vậy là cái gọi mà bắt Cô Lô Châu này xấu rồi, gọi này là gái xấu, là ông trai mặc dù không sao ha, ông trai mặc vuông thì hoài phong, có càm có này kia là thấy mạnh mẽ. Đàn bà phải mặc cái son, mặc mặt đẹp đẽ này, mặc cái vuông luôn thì thôi nhìn phát ớn. Rồi xuống giờ đánh cái mông cái nữa, là xứ giàu có sung sướng nhất trong bốn châu.
xứ giàu có sung sướng nhất trong bốn châu. Nên khó tu. Đó, sung sướng nhất trong bốn châu nên khó tu và không có Phật xuất thế. À, cõi này là không có Phật xuất thế. Cho nên cõi này khó tu lắm, rất là khó tu. Là sứ giả có nhất trong bốn châu nên khó tu và không có Phật xuất thế. Rồi, như vậy là chúng ta biết là cõi mà Bắc Cô Lô Châu này rất là giàu, vàng bạc, nhà lầu, xe hơi, đi xe Mercedes không ạ, giàu sang lắm. Khó tu. Và do vậy khó tu thì không có Phật, chọn cõi này Phật không có xuống, không có xuất thế đó, đây là tiếp độ. Bởi vì sướng quá xuống nói đâu nghe. Đây là mấy cho lên chính vì vậy cõi này khó có người thành tựu đạo quả, rất là khó. Sướng quá quên hết. Khó nhưng mà vẫn có nữa, chứ không phải không có nữa, bởi vì bởi vẫn có giữ giới được, vẫn có cái sự tu tập được, thì vẫn có thể chứng đắc được đạo quả. Như thường nếu mà người nào có chủng tử tu học thì vẫn có thể đắc được. Rồi xuống tiếp theo là số 3 là người đông thắng thần châu. Người đông thắng thần châu. Người đông thắng châu. Búp ba quy đề ha đi bác. Và quy đề ha đi ba người đồng thắng thần châu. Người này thì cũng người đồng thắng thần châu dòng tuổi thọ có 700 năm tuổi, 700 năm tuổi. Dòng có khuôn mặt tròn vì địa hình cũng tròn. À, người này cái mặt tròn, mặt cái gì đó, mặt bánh bèo. Tròn mặt bánh bèo, bèo cũng xấu rồi, thua có người mình rồi. Cái người không có đẹp bằng có người, có khuôn mặt tròn, địa hình cũng tròn. À, này tròn do ha, này tròn mặt tròn do như mặt trăng, mặt bánh bèo. Rồi xuống dòng người thích đấu tranh, thích người thích đấu tranh cạnh tranh mua bán chấm chấm chấm, tức là ở đây là dân business, dân làm ăn, thích làm ăn mua bán vậy. Người thích đấu tranh cạnh tranh mua bán. À, người này không có gì đặc biệt hết, cái sống kiểu mà lo làm ăn buôn bán cạnh tranh như vậy. À, có cái phước hơn những cõi khác là sống tuổi thọ lâu hơn. À, nhưng mà vẫn thua Bắc Cửu Lưu Châu. Đấu tranh thích cạnh tranh mua bán. Rồi đó là người thứ ba là đông thắng thần châu, không có gì đặc biệt. Rồi người Tây ngu quá châu, người Tây ngu quá châu. Tiếp theo là số mấy, số ba hay số bốn? Người Tây ngu quá châu. À, Parago Yanadi Ba, người Tây ngu quá châu. Thọ 500 năm tuổi. Tuổi thọ 500 năm tuổi. Có gương mặt hình nửa vầng trăng, về địa hình cũng giống vậy, cũng tương tự vậy. Có gương mặt hình nửa vầng trăng, về địa hình cũng vậy. Gương mặt nửa vầng trăng là mặt sao quý vị?
mặt này kỳ ha, mặt mặt người này cũng loại quái, mặt nửa vầng trăng. À, giờ thấy cái bài hát mà những cái bài hát đặt cái ca khúc nửa vầng trăng là có những gương mặt người đẹp nửa vầng trăng thiệt chứ, người đẹp nửa vầng trăng thấy xấu đâu lẽ mà mặt gì hơi hơi méo méo hơi hơi méo méo nửa vầng trăng. Kỳ ha, cái này mình cũng khó hình dung được. Rồi, số cái này trăng lưỡi liềm, như là trăng lưỡi liềm nữa bằng trăng khác, trăng lưỡi liềm còn có chút xíu mà sao nữa, trăng lưỡi liềm nửa phần trăng là cái gì, mặt trăng mình cắt phần nửa đó. Đây, coi như là tương tự vậy, giống 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 vậy đó. Và một coi như có một bên nữa giờ nửa vòng tròn. Lạ ha, chúng sanh nhiều thứ nhiều loại lạ. Rồi xuống dòng, trâu bò sanh sản nhiều, trâu bò sanh sản nhiều, thay thế tiền tệ để trao đổi mua bán hàng hóa. À, ở đây là sống bằng cách thay đổi trao đổi về thú vật. À, trâu bò sanh sản nhiều, thay thế tiền tệ để trao đổi mua bán hàng hóa. Trâu bò sanh sản nhiều, thay thế tiền tệ để trao đổi mua bán hàng hóa. À, tức là đây họ không có xài tiền, họ chỉ nuôi trâu nuôi bò xong đi thay đổi nha, đổi qua đổi lại để mà có hàng hóa để mà sống ha, sống bằng chính trao đổi bằng thú vật. Rồi xuống dòng, trú xứ vui vẻ, giàu có hoan lạc, người đông đúc. Trú xứ vui vẻ, giàu có hoan lạc, người đông đúc. Và cõi Tây Ngưu Quá Châu này là sống rất là vui. À, họ sống rất là vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ hoan lạc, lúc nào cũng có party liên tục, ca hát vui, hát đủ thứ, đông đúc vui vẻ. À, trú xứ này vui. Rồi, đó là người Tây Ngưu Quá Châu, Abarago Yanadi Bá. Rồi xuống dòng, trú xứ của cả bốn nhân loại, hai chấm. Trú xứ của cả bốn nhân loại, hai chấm. Nhân loại nương sống trên mặt địa cầu, nhân loại nương sống trên mặt địa nằm theo bốn hướng của núi Tu Di, nằm theo bốn hướng của núi Tu Di. À, tức là núi Tu Di chính giữa là bao xung quanh là bốn cái quả địa cầu. À, nằm theo bốn hướng đông tây nam bắc. À, nhân loại bốn cõi này nó sống trên đó. À, trên mặt địa cầu mà không biết xa quá xa tới đâu mà sao tới giờ mà khoa học vẫn chưa tìm ra được sao vậy, sống trên núi gì bốn cái, tức là mỗi một cái quả địa cầu có những hành tinh sao trăng mặt trời đủ thứ, rồi giữa núi Tu Di rồi mỗi một cái địa cầu có đầy đủ vậy, đâu thấy ai đâu thấy được đâu. À, thì đó giống như là khoa học đi tìm mà nó chưa tìm ra được, không cái núi Tu Di xa chắc không thấy, chưa thấy được, chưa bắn tia laser chưa tìm được, chưa đụng tới. Nếu mà tìm thấy được núi Tu Di là thấy được mấy cõi kia rồi. À, cho nên nhân loại nương sống trên đây là nương theo cái giữa là núi Tu Di. À, xung quanh là bốn bốn quả địa cầu sống. Rồi số dòng này mình ghi là núi Tu Di nằm giữa bốn châu. Núi Tu Di nằm giữa bốn châu, phải ở giữa bốn hướng
phải ở giữa bốn hướng, phải phạm vi còn lại, tức là trừ ra bốn châu lớn, phạm vi còn lại tức là trừ ra bốn châu lớn cùng 2.000 châu nhỏ ra. Tức là không không những là bốn châu mà còn có 2.000 cái châu nhỏ 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 nữa, giống như cái đảo, 2.000 cái châu nhỏ ra. Phạm vi còn lại tức là trừ bốn ra bốn châu lớn cùng 2.000 châu nhỏ ra. Phải. Chỉ toàn là nước mà thôi. Chỉ toàn là nước mà thôi. Gọi là đại hải. Gọi là đại hải. À, tức là ngũ chu vi nó nằm chính giữa. Rồi, và xung quanh là bốn châu, rồi lại là 2.000 châu nhỏ nữa, rồi xung quanh ở những cái phạm vi trống, toàn là nước. À, toàn là nước gọi là đại hải. Thì cái nào không bị hoại thế giới mà, cái nào là cũng tới một cái thời kỳ đó thì bị hoại do lửa, bị hoại do nước, bị hoại lên tới cõi nhị thiền luôn mà quý vị. Thế giới bị hoại lên tới cõi nhị thiền luôn á, chứ không phải thường đâu. Rồi xuống dòng. Mỗi đại châu có 500 châu nhỏ. À, tức là mỗi một đại châu, tức là bây giờ như Bắc Cửu Long châu, Đông Thắng Thần châu, Tây Ngưu Quá châu, Nam Thiện Bồ châu. Đó, là mỗi một cái đại châu vậy đó, có 500 châu nhỏ. Tổng cộng là 2.000 tiểu châu. Mỗi đại châu có 500 châu nhỏ, tổng cộng là 2.000 tiểu châu. Chấm. Người trong các tiểu châu có tuổi thọ tăng giảm tùy theo đại châu đó. Người trong các tiểu châu có tuổi thọ tăng giảm tùy theo đại châu đó. Rồi, như vậy qua cái bốn cái châu thiên hạ này ha, thì nó có mỗi một cái châu vậy, nó có 500 cái châu nhỏ. À, bốn cái thì mình có được 2.000 cái tiểu châu. 2.000 cái tiểu châu đó là những cái nhỏ mà mình không thể biết được nó nằm đâu. À, thì đó dân tộc thiểu số sống trong đó chẳng hạn, thì họ sống cái tuổi thọ ảnh hưởng tùy theo cái đại châu. À, tăng giảm thì tùy theo cái đại châu nó ảnh hưởng tới. Thì như vậy, tùy theo đại châu đó, đúng rồi. Rồi thì như vậy chúng ta học về cái cõi cõi người, tức là học về người thì có bốn cái trú xứ của con người mình sống, của nhân loại, tức là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, là bốn châu trong thiên hạ. Bốn châu thiên hạ, phân ra bốn châu này có được thêm mỗi châu có 500 cái châu nhỏ nữa, thì tổng cộng bốn châu này có được 2.000 cái tiểu châu. Thì như vậy chúng ta thấy là trên thế giới này không phải chỉ có trái đất này không là có con người, mà còn có ba châu khác nữa, là trong một cái đại thế giới như vậy đó. Rồi còn nữa, ngoài ra còn nữa nữa đó. Tức là mình tính khác thì cũng giống vậy đó, cũng sự giống giống vậy đó. Thì như vậy là chúng ta biết được về con người của mình, không chỉ là trái đất này mà còn có ba cái châu kia cùng với 2.000 cái tiểu châu. Thì học này là mình biết ha, biết vậy thôi chứ thật sự cũng khó mà tiếp nhận được, tiếp cận được những cái chỗ này. Có chứ, do tùy theo duyên nghiệp nó tới sanh hết. Cõi nào không có, nếu bạn nó không có cõi nào mà mình không có, sanh tồn lum tà la. Có cái mà giờ sao đừng xuống, địa ngục, xuống đó quả chờ đậu. Cõi nào cũng có mặt, chết luôn.
Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta học tới cái phần người ấy, phần cõi của nhân loại sống và là bốn châu thiên hạ ha. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong phần người, thì tới chúng ta học về tiếp tục về sáu cõi dục giới thiên, về sáu cõi thiên. Bây giờ nhớ nhắc nha, xong phần người ha. Rồi, hôm nay là chúng ta do phước báo mình học nguyện nguyện cho tất cả chúng ta luôn được có một đời sống an vui tốt đẹp, và không bị sanh vào bốn cảnh giới khổ, không bị sanh vào cõi người lạc ngũ nhân, vì có luân hồi luân sanh làm người tam nhân, có trí tuệ đầy đủ và sớm thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo Nam mô Sang Khaya. Rồi xin dừng lại cho MC. Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã hoàn thị dạy bài học ngày hôm nay, và con gia sa thú, con định thỉnh đại đức pháp trang cho con một tín hiệu. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghê na vấn đề hàng ba đa phạn sum và ruột tam ang bột thể vô ca li tâu đâu sơ bột thâu ca ma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần di chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến bảo, xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na quan đề hằng thọm manh chất đức quý thân và răng thọm mê vô ca li tô đổ sâu thọm mô ca ma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đu vi tho tam ang sẵn khê vô ca sẵn khê vô. Dạ, con xin sám hối. Uất tam ang ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đu vi tho tam ang sẵn khê vô ca li tổ đô sơ sẵn khô kha ma tu tăng ma măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bào là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà đã vô ý và tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cái đạo tràng chúng con, và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Để tròn đủ phước báo cho đạo tràng Phật tử, chúng tôi xin thay mặt chư tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Dukkha patta cha ne dukkha paya patta cha ne paya soka patta cha ne soka hanta sa pe pe pa ni no เอตาวตาจะอัมเหสัมปตังบุญญาสัมปดังสัพเพเดวานุโมดานุสัพสัมปัตติเสตยาดานังดาดานุสัตตายสีลังรักันตุสัมปดาภาวนาเปรตาหันตระชันตุเดวตารตาสัพเพปตาปลาปัจจาปัจเจกานังจะยัมปลังอรหันตานังจะเตเจนรักันปันตามเมสาปาโซเวียนเก่าวิดึงฟังบ่าวเวียนเก่าวิดึงฟังบ่าวเวียนเก่าวิดึงบ่าวฉันตามบ่าวยาหัวงันเหงื่อหมอยตายเอื้องnhững hiện tượng bất thường những mộng mị sâu xa những nghịch duyên trở ngại tại điều mau tan biến nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ chỉ giới hạnh, biết lạc chú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, sanh tùy hỷ phước lành, được các thường như ý. Rồi phán hoài thiền sư, chữ toàn giác đại lực, chữ động giác đại lực. Thịnh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vị đức. Cầu phúc lành phan sanh, tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ vai đơn của chư Phật, do nhờ vai đơn của giáo pháp, do nhờ vai đơn của chư Tăng, ca sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ ni thập phụ ta ni tham ma ga ta ni phùm ma ni quả gia ni quả anh ta li khê. Ta tha ga tăng đê và ma nô sư vô chỉ tăng bước thăng nam ma sa na sư vô thi hô tu gia ni. Tháp hữu ta ni sa ma ga ta ni phùng ma ni quả gia ni quả an ta lịch khê. Ta thả ga tăng đê và ma nô sư bồ chỉ tăng tham măng nam ma sa na su qua thường hô tu gia ni. Tháp hữu ta ni sa ma ga ta ni phùng ma ni quả gia ni quả an ta lịch khê. Ta thả ga tăng đê và ma nô sư bồ chỉ tăng sang khăn nam ma sa na su qua thường hô tu. Hạng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngữ. Ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành đời. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, mà hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành đời. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, trong thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con quy thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật. Tam ma tất cả chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chung quanh nhà Huynh Kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin thọ độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ.
lợi dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân niết bàn áp sát bát cha vô hồ tu. Y đăng quân nhân niết bàn áp sát bát cha vô hồ tu. Y đăng quân nhân niết bàn áp sát bát cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư trong đức. Kính cảm ơn huynh kinh quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn. Chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến giới quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, đạo bào đạo tràng, thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc huynh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành gồm Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung, có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu từ bi hỷ xã cho con. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài, nhật bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rung Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, nhật bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được chào tạm biệt đạo tràng, và con cũng xin phép hôm nay không có để ăn kinh, và người bệnh rồi nét nó cũng bệnh luôn, nó cứ té đùng đùng hoài, nên con xin phép được kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.